Mỹ buộc phải xem xét lại học thuyết rút ra từ chiến dịch bão táp sa mạc. Mỹ từng chỉ tập trung vào chiến tranh công nghệ cao chớp nhoáng và bỏ quên chiến tranh tiêu hao, trong đó ý nghĩa của số lượng là rất quan trọng. Chiến thắng trước quân đội Iraq trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991 đã khiến giới quân sự và chính trị Hoa Kỳ rơi vào bẫy khi tưởng tượng rằng từ nay trở đi tất cả các cuộc xung đột sẽ chỉ mang tính ngắn hạn và nhấn mạnh vào yếu tố công nghệ cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các chiến dịch quân sự tiếp theo mà Mỹ tham gia, bắt đầu từ Somalia năm 1993 và kết thúc ở Afghanistan năm 2021, cho thấy rằng cần phải chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, trong đó số lượng binh sĩ và phương tiện sẵn có đóng vai trò quan trọng ngay từ đầu. Nếu không thoát ra khỏi cái bẫy này thì Mỹ sẽ không thể kiềm chế hiệu quả sức mạnh của Nga, chưa kể đến Trung Quốc còn đáng gờm hơn nhiều. Quan điểm này được ông John Ferrari, một thiếu tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu bày tỏ trong bài phân tích đăng trên ấn phẩm Defense One. Đầu tiên, như ông Ferrari viết, cần phải quay lại việc lập kế hoạch quân sự với các nguyên tắc cơ bản về số lượng và mức tiêu hao. Và để làm được điều này, cần phải tăng quy mô lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến cho phù hợp, đồng thời ngừng tiết kiệm ngân sách quân sự. Bước tiếp theo mà thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ nói đến là cần đầu tư vào việc phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự để có thể chế tạo hàng loạt vũ khí công nghệ cao một cách đơn giản, thay vì các mẫu đơn lẻ nhằm trình diễn như hiện nay. Bước thứ ba được ông John Ferrari khuyến nghị đó là Lầu Năm Góc nên điều chỉnh phương thức giới thiệu các công nghệ mới trong quân đội. Trước hết, hãy từ bỏ tình trạng áp đặt đổi mới từ trên xuống dưới mà ngược lại, cần kích thích theo hướng từ dưới lên trên. Trong bối cảnh đó, nảy sinh một vấn đề là Lầu Năm Góc cần phải cân đối chi tiêu ngân sách quốc phòng dự kiến năm nay sẽ đạt con số kỷ lục 850 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù với ngân sách khổng lồ như vậy, hóa ra nước Mỹ hiện không có lực lượng vũ trang đủ khả năng chiến đấu và chiến thắng một cuộc chiến kiểu thế kỷ 20, khi hình thức xung đột này đang quay lại vào đầu thế kỷ 21. Những điều được đề cập ở trên cho thấy rằng Hoa Kỳ mới chỉ bắt đầu suy nghĩ lại ở cấp độ chung về những gì chiến dịch bão táp sa mạc thực sự mang lại cho họ, điều mà cho đến gần đây vẫn được coi là tiêu chuẩn của chiến tranh công nghệ cao trong thế kỷ 21. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.